Hồ Quang Hiếu lột xác với diện mạo mới sau khi chia tay Bảo Anh. Trên trang cá nhân, Hồ Quang Hiếu khoe ảnh sau khi nâng cấp hàm răng để sở hữu nụ cười tỏa nắng như hiện tại. Ngày 17 tháng 10, Hồ Quang Hiếu chính thức công khai chia tay với Bảo Anh sau 3 tháng giấu kín. Sau một tuần, cuộc sống của cặp đôi vẫn diễn ra bình thường. Bảo Anh dường như khá im lặng trong khoảng thời gian này. Về phía nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu, anh vẫn hoạt động liên tục, đi diễn nhiều show khác nhau. Trên trang cá nhân, mới đây giọng ca không cảm xúc đã khoe loạt ảnh đi nâng cấp răng lợi. Anh không thực hiện chỉnh sửa phức tạp mà chỉ làm trắng hơn, giúp nụ cười thêm phần tỏa nắng. Có thể thấy Hồ Quang Hiếu tỏ ra khá rạng rỡ dù đang trong thời gian thất tình. Hồ Quang Hiếu tự tin khoe ảnh sau khi làm răng. Hàm răng của anh được tẩy cho trắng sáng hơn. Vừa qua, thông tin nam ca sĩ và Bảo Anh chia tay đã gây tiếc nuối trong lòng khán giả. Được biết, lý do cặp đôi đường ai nấy đi là vì không dung hòa được tính cách trong cuộc sống, công việc và gia đình. Bảo Anh cũng cho hay, dù cả hai vẫn còn tình cảm, nhưng cô phải mạnh mẽ dứt bỏ vì có yêu lại thì giữa họ cũng không có tương lai. Về phía Hồ Quang Hiếu, anh cũng cho biết tâm trạng buồn bã khi nhìn những hình ảnh về bạn gái cũ, gợi lên những kỷ niệm đẹp. Có cả những nụ cười, những giọt nước mắt mà cả hai đã cùng nhau trải qua. Suốt thời gian yêu nhau, cặp đôi được khán giả ủng hộ bởi không quá phô trương hay dùng chuyện tình cảm để PR. Thay vào đó, họ yêu nhau nhẹ nhàng, quan tâm, chăm sóc nhau vừa đủ, thường xuyên chia sẻ những hình ảnh du lịch cùng nhau ở những chuyến đi chơi xa. Chỉ một câu nói ngôn tình này dành cho vợ, Xuân Bắc đã dọn sạch bão tố đang bủa vây. Là một người nghệ sĩ không thích gây ồn ào trong showbiz Việt, Xuân Bắc chỉ muốn tận hưởng cảm giác bình yên, hạnh phúc bên gia đình. Thời gian vừa qua, vợ Xuân Bắc khiến dư luận xôn xao vì loạt scandal mâu thuẫn với nhiều nghệ sĩ. Trước những vụ việc ồn ào đó, Xuân Bắc chẳng hề lên tiếng bảo vệ vợ, cũng không trách móc hay tức giận với đồng nghiệp. Anh chỉ khuyên vợ nên bình tĩnh hơn, sự thấu tình đạt lý của danh hài Xuân Bắc khiến nhiều người càng hâm mộ và quý mến anh hơn. Nhiều người lo lắng rằng sau những ồn ào vừa qua, Xuân Bắc và vợ sẽ xảy ra xích mích. Thế nhưng không, mới đây vợ Xuân Bắc chia sẻ khoảnh khắc tựa đầu vào vai chồng và được anh chia sẻ rằng: "Đây thế này có phải anh yêu không, êm đềm?" Có lẽ đây là câu nói ngọt ngào đầy yêu thương nhất mà Xuân Bắc dành cho vợ sau scandal. Nhưng phải chăng nam danh hài còn muốn nhắn nhủ thêm với vợ là hãy cứ sống bình yên bên chồng con và đừng quá bận tâm đến thái độ của người ngoài để rồi gây nên những hành động không đáng làm. Sau tất cả, Xuân Bắc chỉ muốn được vợ dựa vào vai anh và tận hưởng cảm giác hạnh phúc bình yên. Cả hai vợ chồng hạnh phúc đi chơi cùng con sau nhiều scandal. Vợ cũ Hồ Quang Hiếu sau cây phản pháo Bảo Anh, không có nhu cầu tranh cãi hơn thua vớ vẩn. Sự việc chia tay của cặp đôi Bảo Anh Hồ Quang Hiếu dường như vẫn còn chưa kết thúc. Thời gian vừa qua, người hâm mộ đã đi từ bất ngờ đến tiếc nuối, ngỡ ngàng về việc tan vỡ của nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu và người yêu xinh đẹp Bảo Anh. Sau 2 năm hẹn hò, cả hai đã chính thức đường ai nấy đi, dù đã cho nhau thời gian nhìn nhận lại mọi chuyện. Dù thông tin chia tay đã xuất hiện hơn một tuần, nhưng sự việc này vẫn chưa dừng lại. Vì cả hai nhân vật chính và có thêm những người xung quanh liên tục lên tuyến xoay quanh chuyện này. Theo đó, mọi người bất ngờ vì vợ cũ Hồ Quang Hiếu Hot Girl Ivy cũng hé lộ nguyên nhân vì sao cả hai tan vỡ và mới đây nhất là màn đáp trả dòng trạng thái ám chỉ của Bảo Anh trên trang cá nhân. Cụ thể, vợ cũ Hồ Quang Hiếu viết: "Người ta chia tay mà sao ai cũng hỏi tôi cảm nhận là thế nào? Giờ ai viết status không nêu đích danh ai mà cũng giật tên tôi luôn là sao? Mà cho dù nói tôi thì đã sao, tôi không có nhu cầu tranh cãi hơn thua vớ vẩn với những thứ không liên quan đến mình, để yên cho tôi hiền." Cách đây ít ngày, Ivy hé lộ nguyên nhân vì sao cặp đôi này tan vỡ, cô bộc bạch: "Tôi hơi lấy làm tiếc một chút khi biết chuyện vì tôi luôn mong anh Hiếu sẽ tìm được hạnh phúc thật sự. Con đường đó tôi từng đi qua rồi, là người đi trước tôi hiểu rõ và tôi cũng đã có câu trả lời rất rõ từ sớm nên cũng không bất ngờ lắm. Anh Hiếu là người thích lấy một người phụ nữ truyền thống, phụ nữ của gia đình, nhưng lại có sự mâu thuẫn trong hành động nên dẫn đến đổ vỡ tình cảm." Sau khi vợ cũ nam ca sĩ chia sẻ, Bảo Anh lại đăng tải dòng trạng thái: "Cái gì có thể thiếu nhưng đừng thiếu lòng tự trọng, cái gì có thể mất nhưng không thể mất danh dự, cái gì có thể không biết nhưng phải biết điều vậy nha. Dù không nói đích danh ai, cũng không nói rõ chuyện gì, tuy nhiên ngay thời điểm nhạy cảm như vậy, mọi người đều nghĩ rằng Bảo Anh đang đáp trả vợ cũ Hồ Quang Hiếu khi nói đến chuyện riêng của mình."
dòng trạng thái mà mọi người nghi vấn rằng Bảo Anh ám chỉ vợ cũ Hồ Quang Hiếu. Hồ Quang Hiếu, Bảo Anh quen nhau từ những chuyến lưu diễn châu Âu. Họ chính thức xác nhận hẹn hò vào tháng 10, 2016. Trước nhiều nghi vấn của khán giả, chính nam ca sĩ đăng tải một dòng trạng thái khá buồn khi cả hai quyết định dừng lại mối quan hệ tình cảm. Giọng ca không cảm xúc, rất buồn bã trước sự việc lần này. Anh bộc lộ mình vẫn còn thương Bảo Anh rất nhiều. Nhìn thấy cảnh cô khóc khi trả lời truyền thông, nam ca sĩ rất đau lòng. Tuy nhiên, cả hai đều đã chọn cách cho mình cơ hội bước tiếp mà không có đối phương bên cạnh. Sau việc có con bị chối bỏ, khi niềm tin chẳng đủ để chọn một tiếng sắt son, cả Xuân Lan, Hồng Quế và diễn viên Thanh Trúc đều hy vọng rất nhiều về một mái ấm với cha của con mình, cho đến khi nhận ra chẳng nên bấu víu vào lời hứa sẽ đi với nhau đến hết cuộc đời. Trong tình yêu không gì đau hơn bị phụ tình, mọi thứ đều ngập ngụa đổ vỡ. Từ trước đến nay, người ta luôn đúc kết rằng phụ nữ có cố gắng mạnh mẽ tới đâu, vẫn luôn phải chịu thiệt thòi, dù là người bình thường hay các ngôi sao. Siêu mẫu Xuân Lan vốn nổi tiếng là người đàn bà mạnh mẽ, quyết đoán. Thế nên khi cô tâm sự về nỗi cay đắng của mình, người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng thương cảm. Cô ấy từng bị hạ thấp tiêu chuẩn của mình, cốt để có một đứa con, nên đã cho phép tim mình nghiêng ngả về một người đàn ông. Nhưng quan trọng nhất vẫn là người đàn ông ấy đã có gia đình. Để toại nguyện với khát khao lớn lao được làm mẹ, Xuân Lan sẵn sàng dốc cạn kiệt và con tim để trao cho người đàn ông ấy một tình yêu lâu bền, chấp nhận làm phong nhì. Đối với phụ nữ mà nói, một khi đã yêu một người thì dù thiên hạ có dèm pha dèm biểu thế nào, họ cũng chẳng để tâm. Cô chỉ hy vọng có thể mong nhờ đứa con ấy mà đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh người mình yêu, cùng anh trao cho con tình phụ mẫu thâm sâu. Thế nhưng phụ nữ đáng thương và tuyệt vọng nhất là khi chính người đàn ông mình tin yêu bội bạc. Với phụ nữ, chung thủy của người đàn ông chính là lòng tự trọng. Lúc này, sự đáng thương của Xuân Lan khi làm phong nhì chính là tự chứng thực mình thua kém hơn người phụ nữ khác, là biết rõ lòng tự trọng của mình vì người tình mà rách bươm. Cảm giác đáng thương xót xa ấy khiến mọi phụ nữ đều bất lực thảm thương. Như bao tháng ngày mặn nồng hy sinh tận tụy đều chẳng đáng là gì, nhưng nghĩa tình sắt son cũng chỉ là nỗi cám dỗ nhất thời, cứ thế chịu không thấu mà tự đày đọa chính mình trong tự trách oán hận. Còn tuyệt vọng nhất là gì? Là khi biết lòng dạ đàn ông một khi đã đổi thay, vốn không thể trở về thuở ban đầu. Nên không khó hiểu khi bố của con gái Xuân Lan lại phủ phàng, yêu cầu chấm dứt quan hệ ngay lúc cô đang mang thai. Cũng không khó hiểu khi anh sợ mọi người nhận ra cô bé cũng là con mình. Yêu cầu Xuân Lan phải photoshop hình con thật ra cũng xuất phát từ nỗi sợ ấy. Dẫu gì anh vẫn còn một gia đình, một chính thức phu nhân kia mà. Vì vậy mà người phụ nữ bị phụ tình đau thương đến tuyệt vọng, mọi thứ đều ngập ngụa đổ vỡ. Cố bám víu trong mối quan hệ lắm phiền muộn để rồi chồng chất những nỗi đau. Đàn ông biết phụ nữ thích những lời đường mật, chẳng thế mà Thanh Trúc, nữ diễn viên xinh đẹp của bộ phim Cha và Con, từng chuyển hẳn ra Hà Nội để sống cùng người tình, đến khi nhận ra mình là người thứ ba, đứa con là kết quả của cuộc tình vụng trộm với người đàn ông lớn tuổi, thì cô đã dấn quá sâu rồi. Mang thai 4 tháng, người tình rời bỏ Thanh Trúc, cô gái 19 tuổi đã phải trải qua những ngày khốn khó, thậm chí rơi vào trầm cảm nặng. Nhưng dù hận người đàn ông kia, cô vẫn ngấm ngầm một tia hy vọng mong manh về sự đoàn viên, cho đến khi lên bàn mổ đẻ, nhận được tin nhắn của người bạn nói vừa bắt gặp cha của em bé đi cùng một người phụ nữ khác, Thanh Trúc mới từ bỏ niềm hy vọng hão huyền kia. Lời hứa của đàn ông như cái cớ hoàn hảo để phụ nữ cũng bám víu trong mối quan hệ lắm phiền muộn và chồng chất những nỗi đau. Đó cũng là cái lan can dài vô tận để phụ nữ vịn vào trước khi ngã nhào xuống đất. Hồng Quế cũng từng đặt niềm tin vào những lời hứa hẹn của người tình bí mật. Nữ người mẫu từng không ngừng nuôi hy vọng cha của con gái sẽ cùng cô xây dựng một mái ấm gia đình mà mù quáng không nhận ra rằng điều đó chẳng có phần trăm hiện thực nào. Thậm chí trong một lần trả lời báo chí, Hồng Quế còn chia sẻ về việc đám cưới sẽ diễn ra nhưng vào thời điểm thích hợp. Sau một ngày không chịu được những áp lực đau đớn, Hồng Quế đã tung hê cả danh dự bản thân, tuyên bố cha của con gái không xứng đáng làm cha. Phụ nữ luôn là những kẻ lì lợm, dù biết là không nên tin và hy vọng quá nhiều vào đàn ông, nhưng vẫn cố tình chờ đợi đến khi trái tim tổn thương một cách tệ hại, thì lúc này mới chịu ôm mặt khóc lóc và trách mình sao ngu muội, trách người quá bội bạc. Chẳng thế mà Xuân Lan từng cho biết, có nhiều lúc cô buồn tủi khóc lóc vì trót tin vào những lời hứa của đàn ông. Tôi bị ám ảnh nhiều nhất bởi lời hứa, chừng nào mà em muốn ngưng chuyện tình thì anh mới ngưng. Còn em vẫn muốn yêu anh thì anh vẫn sẽ đi với em tiếp tục. Đã có những thời điểm tôi quá yêu, yêu đến mức thậm chí dù có bao nhiêu biến cố xảy ra tôi vẫn tin vào lời hứa đó.
Dù không phải tất cả những lời hứa đều có thể đem lại niềm vui, nhưng Xuân Lan khẳng định cô vẫn sẽ tin vào lời hứa, đặc biệt nếu đó là lời hứa đến từ con trai của cô trong tương lai. Trong cuộc sống này luôn tồn tại hỉ nộ ái ố, có hạnh phúc và chia ly. Lời hứa chỉ là tác nhân cho hạnh phúc thăng hoa, và vì lý do cho nỗi buồn kéo đến, chúng ta hãy cứ đón nhận nó. Tôi cũng hy vọng rằng đứa con của tôi sẽ là con trai, bởi tôi cảm thấy khi những người con trai trân trọng lời hứa với mẹ mình, đó là một hành động rất đáng yêu. Và vì người phụ nữ chỉ nên tin hoàn toàn lời hứa của người đàn ông nếu họ là con trai của mình thôi, cô nói thêm. Bao bão giông còn có thể cùng nhau vượt qua, đến ngày nắng ấm một cơn gió nhẹ cũng thể đổ gục. Có chăng là vì lòng người không đủ, lấy đâu ra nghĩa vì nhau. Chết chi cám dỗ quá nhiều, là chẳng đủ tình sao trọn vẹn nổi tiếng sắc son. Tưởng Hà Hồ mặc đồ bó màu da này nuột nhất vì biết, xem ảnh bị tắt thì hết vía. Hóa ra sự thật không phải vậy, xem loạt ảnh chưa qua Photoshop thì toát mồ hôi. Mới đây, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã khoe một bộ ảnh chụp bên siêu xe khiến ai cũng phải lác mắt. Cô mặc bộ đồ màu da khoét eo vô cùng táo bạo. Có thể thấy bộ đồ chất liệu và màu sắc này rất khó mặc, nhưng Hà Hồ không để lộ một chút nhược điểm nào. Tuy nhiên mới đây thì một group đã đăng ảnh của nữ ca sĩ, so sánh ảnh đã được Photoshop và ảnh chụp với fan, quả thật ai xem xong cũng không tin vào mắt mình. Trong bức ảnh chụp với fan có thể thấy nữ ca sĩ không được nuột nà mấy, hơn nữa vùng bụng thì khá bự. Nhiều người nghĩ nữ hoàng giải trí đang có bầu, có người còn cho rằng do góc chụp và ánh sáng. Trước đó nữ ca sĩ cũng bị phát hiện ảnh trước và sau Photoshop khác nhau khá nhiều. So sánh ảnh được chỉnh sửa và ảnh mộc thì quả thật khiến nhiều người giật mình. Những bức ảnh được Hà Hồ đăng lên Facebook thì siêu nuột nà, thậm chí khó mà tìm ra được một nhược điểm chết nào. Tuy nhiên, những bức ảnh chưa được xử lý thì khiến nhiều người giật mình. Hay đơn giản như những bức ảnh chụp trộm của nữ ca sĩ đều không được nuột nà, cánh tay gân guốc kép hấp dẫn. Thậm chí lúc chưa trang điểm thì gương mặt nhợt nhạt hốc hác, còn vùng lồng ngực thì bị trơ cả xương.